Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải. Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: Tháng 5 năm 1998. Tập 100. gần đây cư sĩ lý mộc nguyên đây là vị bồ tát chân thật chứ không phải người thông thường ông phát tâm muốn xây dựng diện phật học đó là việc tốt nếu như diện phật học này phải chịu sự hạn chế của những khung pháp luật thế gian chúng ta phải làm phù hợp với những điều khoản của pháp luật cho phép cái gì thử nghĩ xem bạn có thể thoát khỏi tam giới hay không có thể ngộ nhập kinh điển hay không rất khó hướng giáo dục của thế gian hoàn toàn khác với hướng giáo dục của Phật pháp. Mục đích giáo dục của thế gian này là dạy bạn có được kỹ năng. Còn mục đích giáo dục của Phật pháp là dạy bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên khác nhau Pháp thế gian Là bảo bạn học Học rộng nghe nhiều Giáo dục Phật Pháp là bảo bạn định Nó là đạo Ngay cả lão tử Cũng hiểu được nguyên lý này Vi học nhật ích Vi đạo nhật tổn cho nên nói không phải là cùng một xương việc phật pháp là đạo pháp thế gian là học việc học này càng nhiều càng tốt tăng trưởng kiến thức cho bạn gọi là học thức bạn cần học rộng nghe nhiều phật pháp là tu đạo đạo thì phải thâm nhập một môn bạn mới có thể đắc định mới có thể khai quệ phật pháp từ xưa đến nay chưa có nghe nói xây dựng diện phật học Thậm chí là xây dựng lớp Phật học Cũng không có Diện Phật học, lớp Phật học là bắt đầu từ khi nào? Cưới năm triệu thanh mới có Âu Dương Cánh Vô Lập nên nội học viện Ở Hạ Môn lập nên diện Phật học Mân Nam Đại sư Thái Hư lập nên diện Phật học Vũ Hán Đến cuối Triều Thanh đầu năm dân quốc mới có Trước đây chưa từng nghe nói bao giờ Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế gian Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Không có mở lớp Phật học Cũng không có thành lập diện Phật học Hằng ngày dạy học Trước đây cách thức dạy học Rất là giống trường tư thục Thời cổ đại của chúng ta tuy không có tổ chức như trường học ngày nay nhưng đời nào cũng có xuất hiện người hiền mỗi thời đại khu vực đều có rất nhiều cao tăng đại đức sau khi viện phật học thành lập thì có rất ít cao tăng đại đức xuất thân Tư diện Phật học Kém rất xa so với thời xưa Trước đây Có một năm Tôi giảng kinh tại học công Gặp được Pháp Sư Diễm Bội chúng tôi cũng rất ít gặp nhau ông đến hồng kông để viếng thăm pháp sư bên hồng kông đó tiếp đãi ông dẫn ông cùng đi du lịch họ thuê một chiếc xe bus tôi cũng có mặt đúng hôm đó nên cũng cùng tham gia Trên xe có rất nhiều người là học trò của ông Pháp Sư Diễn Bội rất cảm khái đối với tôi Nói về diện Phật học Ông nói thật sự những Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp Ở các nơi hiện nay Đều không phải xuất thân từ diện Phật học Ông chỉ tôi và nói Kể cả Thầy ở trong đó nên giáo dục chúng tôi tiếp nhận là giáo dục tư thục, không phải là giáo dục chính quy của nhà trường. Tôi học triết học cũng giống như giáo dục tư thục vậy, không phải được học ở trong khoa triết học của nhà trường. Tôi học triết học cho tiên sinh Phương Tông Vĩ tại nhà của thầy, mỗi chủ nhật hàng tuần. Thầy dạy cho tôi hai giờ đồng hồ Học trò chỉ có mỗi mình tôi Một thầy một trò Chúng tôi học như vậy mà nên Học Phật Pháp cũng là như vậy Ba năm đầu tôi gần gũi Đại sư Chương Gia Cũng là học hai giờ đồng hồ Mỗi Chủ nhật hàng tuần Một thầy một trò Tôi tiếp nhận sự chỉ dạy của Đại sư Chương Gia được 3 năm Lấy nền tảng này Vì sao đến Đại Trung gần gũi Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam Học giảng kinh thuyết Pháp với Thầy Cho nên nên giáo dục Phật Pháp là nền giáo dục đặc thù phương pháp của nó khác như thế gian mục tiêu cũng không giống nhau hiệu quả đương nhiên là khác nhau cái họ mong cầu là trí huệ đức năng tánh đức hiển lộ Dựa theo kinh điển Phật Pháp mà nói Chương trình tu học của nó Chính là Tam học giới định quệ Giới học Là dạy chúng ta Phải biết đối nhân sự thế như thế nào huệ học chính là dạy chúng ta nhìn thấu hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh định học chính là dạy chúng ta buông xả khôi phục tâm bình đẳng thanh tịnh của chính mình Cho nên nên giáo dục này Chúng ta có thể đạt được Thọ dụng chân thật Chân thật là Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Cả đời thế tôn Dùng đường lối này Tông chỉ này Để hướng dẫn học trò vì sao cao tăng đại đức hết đời này đến đời khác đều tuân thủ theo lời giáo huấn của phật không làm trái ngược lại tông chỉ này lưu truyền ban bố phật pháp giáo hóa chúng sanh chúng ta phải hiểu cái đạo lý này ở thời đại này làm thế nào Có thể dung hợp Quy tắc dạy học Của thế gian Mà không đi ngược lại Với tông chỉ dạy học của Phật Đà Thì diễn Phật học này Mới là hoàn toàn thiên mỹ không đến nỗi phải chạy theo phật học chạy theo phật học là chúng ta thất bại rồi như vậy là xem phật pháp là môn học thuật thế gian để nghiên cứu không thể đạt được sự thực dụng của nó chúng ta phải học phật học phật với phật học là hai việc khác nhau học phật sẽ thành phật phật học không thể giải quyết vấn đề học phật mới có thể giải quyết vấn đề ở dưới đây thế tôn nói tiếp dĩ thị chi cố Ngô phân thị hình Bách thiên ức hóa độ Tùy kỳ căng tánh Nhi độ thuyết chi Câu này là Đức Thế Tôn Làm tấm gương cho Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng là dùng Vô lượng vô biên Phân thân mà ứng hóa ở thế gian cần dùng thân gì để độ thì ngài liền hiện thân ấy cần phải thuyết cho họ những pháp môn nào phật liền thuyết cho họ những pháp môn đó Chư Phật Bồ Tát Hiện nay Có ở thế gian này của chúng ta hay không Trong tưởng tượng của chúng tôi Nhất định là có rất nhiều Vì sao vậy Chúng sanh thế gian hiện nay gặp nạn Tâm từ bi của Phật Bồ Tát Đặc biệt khẩn thiết Nên nhất định có rất nhiều Các ngài không để lộ thân phận Nên chúng ta không biết được Trong sách xưa có ghi chép Người để lộ thân phận không nhiều Có mấy vị mọi người tương đối đều đã biết Chúng ta biết Hàng Sơn Thập Đắc Là do văn thù phổ hiện Hóa thân đến a di đà phật tái lai chúng ta biết là ngài dính minh Duyên thọ đây là tổ sư đời thứ sáu của tịnh độ tông chúng ta là a di đà phật tái lai hòa thượng phong can năm đó ở chùa quốc thanh đây là a di đà phật tái lai Thích Ca Mâu Ni Phật Tái Lai thì nghe nói ở trong truyện ký ghi chép trí giả đại sư là do Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân Tái Lai. A Di Đà Phật còn có đại sư thiện đạo cũng là ngài. Đây là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông. Cận đại thì chúng ta biết ấn quan đại sư là bồ tát đại thế chí tái lai thời nhà tống và thời nam tống có bố đại hòa thượng là bồ tát di lặc tái lai đây là mấy vị mà hiện nay mọi người đều đã biết có để lộ thân phận những vị không để lộ thân phận thì rất nhiều quá nhiều quá nhiều thế tôn đã làm nên tấm gương phật tái lai cũng là cần dùng thân gì để độ thì liền hiện thân ấy tùy kỳ căng tánh nhi độ thoát chi câu này đối với chúng ta mà nói là vô cùng vô cùng quan trọng việc giáo hóa chúng sanh là rất linh hoạt Chứ không phải chỉ có một phương pháp cứng nhắc nhất. nhất định phải biết Tính cơ thuyết pháp Thuận theo căn tánh của họ Mà làm cho họ được giải thoát Cách này linh hoạt biết bao Xin xem tiếp Kinh Văn dưới đây Địa Tạng ngô kim ân cần dĩ thiên nhân chúng phó chúc ư nhữ lại gọi tiếp đặc biệt nói ân cần ngữ khí mỗi lúc một trân trọng hơn mỗi lúc một khẩn thiết hơn ta đem những chúng sanh khổ nạn trong lục đạo này giao phó cho ông ông hãy dùng trí huệ của mình dùng tâm từ bi của mình dùng thần lực của mình nhất định phải giúp những người này Vị lai chi thế Chữ vị lai là chỉ Thời gian sau khi Thế tôn diệt độ Chúng ta hiện nay chính là Vị lai chi thế mà Ngài đã nói Nhược hữu Thiên nhân Cập thiện nam tử Thiện nữ nhân Chúng ta biết Thiên nhân là thiện Là cõi thiện Nhờ mười nghiệp thiện Mà sanh lên cõi trời cho nên người cõi trời là thiện nhiều ác ít Càng lên trên là càng thiện Cõi trời dục giới Vẫn còn một số niệm ác Đến cõi trời sắc giới Công phu thiền định sâu rồi Ý nghĩ ác dục Hoàn toàn bị hàn phục Cho nên thiện nam tử Thiện nữ nhân của thế gian Tiêu chuẩn của thiện này Rất thấp Không cao Chưa để nói Ư Phật Pháp Trung Chủng thiểu thiện căn Nhất mau nhất trần Nhất xa nhất trích tiêu chuẩn của kẻ thiện nam người thiện nữ ở chỗ này Khác với kẻ thiện nam người thiện nữ mà phía trước nói Đây là chúng ta đọc kinh văn này Ý nghĩa trong mỗi đoạn kinh văn Thấy tiêu chuẩn của nó không giống nhau Tiêu chuẩn ở chỗ này là thấp nhất Gieo ít thiện căn ở trong Phật Pháp Dù thiện căn rất ít dưới đây là thí dụ nhất mau mau là lông trên người chúng ta là thứ nhỏ nhất trong tránh báo nhất trần là hạt bụi nhỏ trong y báo một hạt cát nhất trích là một giọt nước đều là hình dung số ít cũng chính là nói cho dù gieo trồng thiện căn nhỏ như vậy ở trong phật pháp ông cũng không được bỏ sót họ đây là phật giao phó cho bồ tát địa tạng chúng ta rất tin tưởng bồ tát địa tạng nhất định là y giáo phụng hành tuyệt đối không được làm trái bỏ quên lời giáo phó của thế tôn thế là chúng ta được an ủi rất lớn tuy là thiện căn của chúng ta không nhiều nhưng ở đây nói bằng sợi lông Hạt bụi, hạt cát, giọt nước Thì chúng ta có Cái này không giả chút nào Khi chúng ta ở đạo tràng Xưng danh hiệu Phật Cuối lễ một lại Đó chính là trồng thiện căn Bồ Tát Địa Tạng Đâu có lý nào không chăm sóc chứ nếu Bồ Tát Địa Tạng không có cách gì chăm sóc, đó là chúng ta gặp ác duyên, niệm ác là cứ luôn tăng trưởng, vậy thì vô phương rồi. Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng không cách gì chăm sóc được. Bồ Tát Địa Tạng cũng sẽ cảm thấy lực bất đồng tâm rồi. Vì bạn không nghe chỉ dạy mà. Nếu như chúng ta có thể niệm niệm tăng trưởng từ một chút thiện căn này. Thì nhất định được Bồ Tát hộ niệm, nhất định được Bồ Tát gia trì. Chúng ta đọc tụng nghiên cứu kinh điển sẽ khai ngộ Chúng ta niệm Phật Công phu sẽ đắc lực Chúng ta đoạn trừ việc ác Sẽ không cảm thấy rất khó khăn Đều là nhờ Bồ Tát gia trì cho chúng ta Chúng ta tu thiện Có thể sanh tâm, hoan hỷ, những điều này chúng ta suy nghĩ thật kỹ xem há chẳng phải Thế Tôn đã căn dặn Bồ Tát Địa Tạng ở cung trời hay sao? Sau khi Phật diệt độ, Bồ Tát Địa Tạng là đại diện cho Phật sau khi Phật diệt độ Trong ba thời kỳ Pháp dẫn Chánh Pháp tượng Pháp mạc Pháp này Ngài là thay thế Cho Đức Phật Tương lai Pháp dẫn Của Thế Tôn ở thế gian bị tiêu mất Là sau 12.000 năm sẽ bị tiêu mất Mãi cho đến trước khi Bồ Tát Di Lặc Hạ sanh Thị hiện thành Phật Thì khoảng thời gian này rất dài Dùng cách tính của thế gian chúng ta Mà tính là Hơn 5 tỷ năm Chúng sanh rất khổ Vì thế gian không có Phật Pháp đều phải nương nhờ bồ tát địa tạng đến giúp đỡ phải dựa vào bồ tát địa tạng đến giáo hóa đây là sự giao phó của thế tôn đối với bồ tát địa tạng ở trong pháp hội này bồ tát địa tạng gánh giá sứ mệnh này Tất cả chư Phật Bồ Tát Đều đến hỗ trợ Bồ Tát Địa Tạng Đều đến giúp đỡ Ngài Nhằm thành tựu việc tốt độ chúng sanh này Tại vì sao chư Phật như Lai Chư Đại Bồ Tát Đều đến hỗ trợ Bồ Tát Địa Tạng vậy Bởi vì chư Phật Bồ Tát Là cùng có chung hoàn nguyện Đối với việc Độ hóa chúng sanh bất kỳ người nào đứng ra chủ đạo các ngài đều vô cùng vui vẻ đến phối hợp tuyệt đối không có đố kỵ chướng ngại chỉ có hết lòng hết sức đến mà thành tựu trong pháp thế gian vẫn thường nói thành tựu việc tốt của người huống hồ việc này chính là việc bổn phận của chư phật bồ tát thì đâu có lý nào không hết lòng hết sức hỗ trợ chứ Trí kiến của phàm phu thì khác phàm phu thường nghĩ đây là việc của họ làm không liên quan gì đến ta đây là tri kiến của phạm phu chúng ta muốn hỏi việc họ làm này có phải là lợi ích xã hội lợi ích chúng sanh hay không ngày nay việc chúng ta làm có phải cũng là lợi ích cho xã hội lợi ích chúng sanh không nếu như mục đích đã giống nhau vậy thì có gì để phân biệt việc gì ở trong đây phải phân chia ta người phân chia ta người làm chướng ngại sự nghiệp nếu như biết là việc này là nguyện vọng chung sự nghiệp chung thì ta và người là không hai họ làm cũng giống như mình làm vậy nói thật ra họ làm thì ta càng phải nên vui mừng hơn có người làm thì chúng ta sẽ đỡ bớt tâm sức chúng ta ở bên cạnh hết lòng hết sức hỗ trợ là công đức viên mãn Cho nên cách nghĩ của chư Phật Bồ Tát Khác với cách nghĩ của Phạm Phu Cách nghĩ của Phạm Phu Là việc này nhất định phải thuộc về tôi Thì mới chịu chăm chỉ làm Không phải thuộc về việc của tôi Thì tâm sốt sắn đó Sẽ giảm bớt rồi tuy là phật dạy chúng ta tùy hỷ công đức tâm tùy hỷ đó tóm lại không viên mãn rồi đây là tư tưởng sai lầm quan niệm sai lầm của phàm phu đã làm chướng ngại cơ duyên tích công lũy đức của mình không biết được sự thành tựu của họ chính là sự thành tựu viên mãn của mình cho nên luôn luôn không thể hết lòng hết dạ tùy hỷ chung quy lại đến cội nguồn vẫn là do chưa mở trí huệ chưa có hiểu rõ chân tướng sự thật cho nên vẫn còn phân chia ta người phân chia ta người chính là chưa có buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy là tạo thành chướng ngại nặng nề trong tu học tích công lũy đức chính bởi vì như vậy cho nên chư phật bồ tát cật lực khuyên dạy chúng ta phải đọc tụng đại thừa đạo lý là ở chỗ này vậy chúng ta phải gần gũi thiện tri thức thiện tri thức ở đâu kinh giáo đại thừa chính là thiện tri thức những bản chú giải của tổ sư đại đức xưa nay chính là thiện tri thức chúng ta thường xuyên động tụng thường xuyên tìm hiểu y giáo phụng hành đây là thật sự gần gũi phật bồ tát gần gũi thiện tri thức trong tri thức hiện nay mà nói chữ tri thức này đúng như lời trong chú giải của cổ đức nói là tri là chúng ta biết có người này nghe tên nghe tên mà chưa gặp mặt gọi là tri thức là ta biết họ đã từng gặp mặt rồi đây gọi là thức phàm những người nào được tri và thức thì đương nhiên chúng ta đều rất ngưỡng mộ rất tôn kính đối với họ họ có điểm đáng để chúng ta tôn kính ngưỡng mộ trong phật pháp cái này thuộc về đạo nghiệp là đạo đức học vấn của họ chứ tuyệt đối không phải là của cải của họ địa vị của họ không phải những thứ này điểm mà chúng ta ngưỡng mộ là đạo đức học vấn hiện nay trong hàng tri thức đức học của họ tương ưng với phật pháp thì chúng ta có thể học với họ nếu như đức học của họ không tương ưng với những gì trên kinh điển nói thì chúng ta cần nên kính nhi viễn chi kính nhi viễn chi là chúng ta tôn kính họ viễn là chúng ta không học tập theo họ không học tập theo gọi là viễn chứ không phải cố ý trốn tránh thật xa vậy thì sai rồi vậy thì không có lòng tôn kính là không học tập theo họ Đây là thái độ làm người cầu học đúng đắn của chúng ta. Chúng ta tiếp tục xem đoạn dưới đây Phục thứ địa tạng Vị lai thế trung Nhược thiên nhược nhân tùy nghiệp báo ứng lạc tại ác thú ở trong chú giải vừa mở đầu đã trích dẫn một bài kệ trên kinh bài kệ này cũng là bài mà mọi người rất là quen thuộc chúng ta hãy đọc qua một lượt kinh vân giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ đây là lời phật nói là lời chân thật Giả sử bách thiên kiếp là thật Chứ không phải là giả thiết Nghiệp đã tạo Hạt giống tập nghiệp Rơi vào trong A-lại gia thức A à, là da là cái kho chứa Chứa ở trong đây sẽ dính diễn không bị mất Dính diễn không bị biến chất Sự việc này rất là phiền phức Đây là nhân, nghiệp nhân Gặp được duyên nó sẽ khởi hiện hành Hiện hành chính là quả báo Quả báo này bạn chắc chắn phải nhận Từ đó cho thấy Một người nếu như họ không có năng lực Thoát khỏi lục đạo luân hồi thì nghiệp nhân thiện ác mà họ đã tạo trong vô lượng kiếp cho dù trải qua vô lượng ức kiếp nếu gặp được duyên vẫn phải thọ báo đây đúng như câu nói giọt nước hạ cơm đều do tiền định ai định vậy do chính mình định chứ không phải người khác định là chính mình tạo tác ra nhân hiện nay phải nhận quả báo đây là chân lý là chân tướng sự thật người mê hoặc dám tạo nghiệp là họ vô minh Bồ Tát giác ngộ chắc chắn không dám tạo nghiệp Cho nên trên kinh nói Chúng sanh sợ quả Bồ Tát sợ nhân Bồ Tát là người giác ngộ Chúng sanh mê hoặc Khi tạo tác Thì mù ma mù mờ Đến khi thọ báo thì sợ hãi Dù có sợ cũng không kịp rồi Không tác dụng nữa Bồ Tát giác ngộ Cho nên đối với việc khởi tâm động niệm Họ rất thận trọng Rất cẩn thận Đối trước tất cả người Tất cả sự, tất cả vật Nhất định không khởi ác niệm Vì sao vậy? Họ biết khởi niệm ác là gieo một hạt giống ác vào trong A lại gia thức. Tương lai gì sao sẽ có ác báo hiện tiền? Tại vì sao phải đi làm việc này chứ? Cho nên tuyệt đối không nên khởi niệm ác. Cho dù tập khí ác đã cũ nhưng gặp duyên liền khởi hiện hành các vị phải biết chúng ta khởi lên một niệm ác cũng là do hạt giống tập khí ác khởi hiện hành vào lúc này người giác ngộ niệm này vừa khởi lên thì họ lập tức khống chế Đè nó xuống Người niệm Phật là dùng câu Phật hiệu Để đè nó xuống Như vậy chính là công phu Cho nên phải biết Những hạt giống Tập nghiệp trong A Lại Gia Thức này Từng giây từng phút khởi hiện hành tối ngủ nằm mộng cũng là khởi hiện hành nếu nó không khởi hiện hành thì làm sao có cảnh giới trong mộng được chứ cảnh giới trong mộng đều là do hạt giống tập nghiệp khởi hiện hành cho nên người biết dụng công sẽ hạ công phu ngay chỗ này Dùng một câu Phật hiệu Một câu danh hiệu Bồ Tát Chuyển đổi ý nghĩ này trở lại Tại vì sao bảo bạn phải thường xuyên niệm Phật Niệm Phật nhiều Bạn niệm Phật là gieo hạt giống Phật Giàu trong A Lại Gia Thức A Lại Gia Thức Hàm chứa vô lượng vô biên những hạt giống này cho nên biến hiện ra tận hư không pháp giới thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do hạt giống tập nghiệp hiện hành sao bạn có thể trách cảnh giới bên ngoài chứ toàn bộ tất cả cảnh giới bên ngoài thuận cảnh cũng vậy nghịch cảnh cũng vậy đều là do hạt giống tập nghiệp của mình đã khởi hiện hành người mê không hiểu rõ chân tướng sự thật cho nên trong cảnh giới sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước khởi tâm động niệm người giác ngộ hiểu rõ hiện tượng cảnh giới biết đó là do đâu mà có nên thuận cảnh cũng vậy ác cảnh cũng vậy thấy đều là do hạt giống tập nghiệp trong a là gia thức của chính mình biến hiện ra Cho nên họ ở trong thuận cảnh Cũng không khởi tâm động niệm Ở trong nghịch cảnh cũng không khởi tâm động niệm Thản nhiên mà đón nhận Đây gọi là chân thật tu hành Ở trong tất cả cảnh duyên Dính diễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giác là chân thật công phu là chân thật tu hành thanh tịnh bình đẳng chính là không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước giác là rất rõ ràng rất sáng suốt họ không mơ hồ đối với hết thảy hiện tượng lý sự tánh tướng nghiệp nhân quả báo của nó không có gì là không biết rõ không có gì là không sáng tỏ đây là chánh giác Cho nên trên đầy kinh Của kinh vô lượng thọ Là thanh tịnh bình đẳng giác Năm chữ này Đã nói rõ hết rồi Chúng ta ở trong đời sống thường ngày Có thể tương ưng với năm chữ này Thì đời sống của bạn sống là đời sống của Phật Bồ Tát rồi Thì trên kinh cũng chính gọi là Trụ chân thật huệ Hết thảy hành vi Việc làm của bạn Đều là lợi ích tất cả chúng sanh Trên kinh gọi là Huệ dĩ chân thật lợi ích Đây mới là tích lũy công đức mà trên Kinh Phật thường hay dạy chúng ta Có thể thấy Tích công lũy đức Nếu mình không phải trụ chân thật huệ Ban cho chúng sanh lợi ích chân thật Vậy thì câu nói này là hữu danh vô thực Chân thật thực hiện Chúng ta biết cần phải làm như thế nào chúng ta thử xem thế gian này đúng như lời phật nói trên kinh vị lai thế trung là nói sau khi phật diệt độ nhược thiên nhược nhân đây là nói hết thảy chúng sanh trong lục đạo tuy nghiệp báo ứng Nói thật ra Rốt cuộc chúng sanh trong luật đạo là như thế nào Bốn chữ này cũng đã nói rõ ràng rồi Chúng ta đến thế gian này Đời này đến làm người Chúng ta đến làm người để làm gì? Tùy nghiệp báo ứng Nếu trong đời quá khứ làm việc thiện thì bạn đến để hưởng thụ quả báo thiện nếu trong đời quá khứ tạo nghiệp ác thì bạn đến đây để tiếp nhận quả báo ác cho nên phật nói nhân sanh thù nghiệp bốn chữ này cũng chính là lời tổng kết cho đời người rồi Còn người sanh đến thế gian này để làm gì? Là đến để đền trả nghiệp báo Là bạn đến để làm việc này Chúng sanh trong lục đạo Không có chúng sanh nào Là ngoại lệ Bạn đều là đến để đền trả nghiệp báo của chính mình Thế nhưng chúng ta mê hoặc trong lúc đền trả nghiệp báo Lại tiếp tục không ngừng Đang tạo nghiệp Nên việc này là phiền phức rồi Đây thật sự là nhân quả tuần hoàn Không bao giờ ngừng dứt Phiền phức này lớn rồi Cho nên ở trong lục đạo luân hồi Dính diễn không có lúc nào thoát ra được hiện tượng luân hồi vô cùng tinh vi chặt chẽ tuyệt đối không phải nói con người này của chúng ta sau khi sống mấy mươi năm chết đi lại luân hồi đến cõi nào cái tướng này quá thô rồi tướng cực kỳ vi tế ở đâu vậy là ý niệm bạn từ trong khởi tâm động niệm nhận ra được chân tướng của luân hồi bạn mới bỗng nhiên vỡ lẽ luân hồi của chúng ta là từng niệm đang luân hồi từng niệm là nhân quả tuần hoàn nhân quả chuyển đổi nhân quả tiếp nối đây chính là chân tướng của luân hồi cho nên nó ở trong từng niệm bởi vì có nhiều ý nghĩ ác có nhiều hành vi ác nên là tại ác thú ác thú là chỉ ba đường ác ba đường ác đại sư thiên thai nói cho chúng ta biết ngài nói thập pháp giới ở trong mỗi pháp giới đều có đủ mười pháp giới cho nên gọi là bách giới chúng ta căn cứ theo nguyên lý này mới biết được ở trong lục đạo mỗi một đạo đều có đầy đủ lục đạo bạn quan sát thật kỹ sẽ thấy ở trong cõi người có cõi trời ở trong cõi người Có cõi tu la ở trong cõi người Có cõi xuất sanh ở trong cõi người Có cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục ở trong cõi người Chúng ta đều là được thân người Đây là cõi người Trong tướng Tông gọi đây là dẫn nghiệp Dẫn dắt chúng ta đến cõi này để đậu thai Chúng ta đều là được thân người Thế nhưng hoàn cảnh mà chúng ta hưởng thụ Có sáu cõi khác nhau Có người hưởng thụ Đời sống cõi trời Là phước báo lớn Có người sống đời sống vô cùng khổ cực Như cảnh giới địa ngục vậy Cùng là thân người giống nhau Đây gọi là mã nghiệp Mã nghiệp là quả báo thiện ác. Cho nên nghiệp chia thành hai loại. Một loại là dẫn dắt bạn đến cõi nào để đầu thai. Một loại khác là sau khi bạn thọ sanh, sự thọ dụng của bạn. Đại sư Thiên Thai nói thập pháp giới nói mười pháp giới phạm vi còn rộng hơn nữa trong cõi người có cõi phật là phật trong cõi người bồ tát trong cõi người thanh văn duyên giác trong cõi người lại cộng thêm bốn loại này thành ra là thập pháp giới mỗi pháp giới Đều có đủ 10 pháp giới như vậy Lời trên Kinh Pháp Hoa nói Trong mỗi pháp giới có đầy đủ 10 pháp giới Vậy là 100 pháp giới rồi Ở trong mỗi pháp giới Có đầy đủ 10 pháp giới như vậy Thành ra là 1.000 pháp giới như vậy Đại sư trí giả đọc Kinh Pháp Hoa Đem đoạn Kinh Văn này trong Kinh Pháp Hoa triển khai ra Để cho chúng ta nhìn thấy chân tướng sự thật Trí giả đưa ra cho chúng ta thí dụ này Giống như công thức trong toán học vậy Bạn mô phỏng theo thí dụ này để triển khai tiếp bạn sẽ nhìn thấy chân tướng của pháp giới là trùng trùng vô tận trên kinh hoa nghiêm nói với chúng ta bách giới trong mỗi giới lại triển khai tiếp ra một trăm giới vậy là thành một ức pháp giới sau đó tiếp tục trong một pháp giới lại có đủ một ức pháp giới vậy là trùng trùng vô tận trên kinh đại thừa thường hay dùng lưới của đại phạm thiên vương để làm thí dụ cũng là để nói rõ chân tướng sự thật này Sau đó chúng ta mới có thể hiểu được chút ít về trí huệ Của chư Phật Bồ Tát Sự quan sát của chư Phật Bồ Tát Chúng ta có thể nhìn thấy được mấy phần chân tướng sự thật Các ngài có thể thấy thấu triệt như vậy Nếu như chúng ta ở nhân gian Ở trong nhân gian nhìn thấy được nhân gian có sáu cõi Thì tầm nhìn của bạn là đã khá rồi Bạn đã nhìn thấu được một lớp rồi Thế nhưng Bất kỳ pháp giới nào Cũng sâu không đáy Và rộng vô biên Bạn thấy càng sâu càng rộng là chứng tỏ trí huệ của bạn sâu rộng trí huệ sâu rộng vô tận pháp giới lý sự vô tận chúng ta từ chỗ này mới có thể hiểu được một chút ít trí huệ vô tận của chư phật bồ tát các ngài quan sát được sự sâu rộng vô hạn của pháp giới chúng ta học phật là phải học cái gì học cách khôi phục lại trí huệ đức năng của chính mình trong pháp giới thật sự sau khi khế nhập rồi thì mặc kệ chân vọng chẳng quan tâm có không chẳng quan tâm đến đi cũng mặc kệ ẩn hiện vậy là bạn thật sự khế nhập rồi khi chưa khế nhập thì có thể có những cách nói này những cách nói này chung quy lại chính là khoa học ngày nay gọi là thuyết tương đối bạn chưa có thế nhập là tương đối chúng ta sống trong thế gian này thế gian này là tương đối sau khi bước vào rồi thì chẳng còn tương đối nữa khái niệm tương đối sẽ không còn là tiêu mất rồi sự tướng tương đối đương nhiên là càng không tồn tại đây là mục tiêu cuối cùng của tu học phật pháp là kết quả mà người phát tâm học Phật chúng ta mong cầu Lúc này mới có thể giải quyết Hết tất cả các vấn đề trong hư không Pháp giới Ở trong Phật Pháp Chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác Thì trí huệ đức năng trong tự tánh Mới khôi phục được viên mãn Hiện tiền viên mãn Không có một mảy may khiếm khuyết Vậy là vào cảnh giới đầy rồi Kinh văn dưới đây Là Thế Tôn Giao Phó cho Bồ Tát Địa Tạng Phải dùng thần lực Trí huệ của Ngài Làm phương tiện Cứu giúp bảo vệ chúng sanh Đây là chứng tỏ Sự yêu thương quan tâm của chư Phật Bồ Tát Đối với tất cả chúng sanh Ân đức này Vĩnh viễn là vô tận được rồi hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây a di đà phật cẩn dịch ban biên dịch tịnh không pháp ngữ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quang nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.